Ba vùng trên cơ thể con gái thâm đen báo hiệu sức khỏe nguy hiểm. Phong thủy và sức khỏe kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, cơ thể chúng ta sẽ có nhiều dấu hiệu cảnh báo khi sức khỏe có vấn đề và cơ quan sinh sản cũng vậy. Mặc dù không thể nhìn thấy dạ con, nhưng bạn vẫn có thể biết được cơ quan này đang bẩn hay sạch thông qua những dấu hiệu đặc trưng trong clip sau đây. Dạ con là một cơ quan quan trọng của cơ thể phái nữ. Nó có liên quan đến khả năng sinh sản và chu kỳ hàng tháng. Do đó, tầm quan trọng của cơ quan này đối với nữ giới là điều cần được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, dạ con vốn rất mỏng manh và dễ bị tổn thương nên cần được chăm sóc thật kỹ, giữ ấm cũng như vệ sinh sạch sẽ mỗi ngày. Nếu cơ quan này gặp vấn đề thì nó sẽ phát ra một số tín hiệu đặc trưng trên cơ thể. Khi thấy ba vùng trên cơ thể dưới đây có màu thâm đen thì bạn nên cẩn thận vì có khả năng cơ thể đang chất chứa nhiều độc tố. 1. Vùng háng thâm đen. Khi dạ con tích tụ quá nhiều chất thải dư thừa thì nó sẽ dần lan ra xung quanh và khiến vùng háng có màu thâm đen. Nếu trong khi vệ sinh, tắm rửa mà bạn thấy vùng háng bị thâm, thì nên chú ý dùng hai tay xoa nhẹ vào khu vực này để thúc đẩy chất bẩn ra ngoài. Còn nếu không có hiện tượng thâm đen ở đây thì xin chúc mừng vì cơ thể bạn vẫn đang rất khỏe mạnh. 2. Môi thâm đen. Tuy sắc môi của mỗi người sẽ có sự khác biệt, nhưng thường thì người khỏe mạnh phải có màu môi hồng hào, tươi bóng. Nếu bạn có đôi môi sẫm màu, thâm đen thì điều này cho thấy sức khỏe đang gặp vấn đề. Do chức năng sinh sản suy giảm sẽ làm các chất độc, rác trong dạ con tích tụ nhiều, lâu ngày còn ảnh hưởng đến sự bài tiết bình thường của nội tiết. Hậu quả là tạo điều kiện cho hắc tố melanin tích tụ trên da, phản chiếu lên màu môi khiến môi bị thâm đen. 3. Quầng ngực bị thâm đen. Đây là khu vực khá nhạy cảm nên khi tắm, bạn hãy chú ý quan sát thường xuyên. Khi thấy có hiện tượng quầng ngực bị thâm đen rõ rệt thì nên cảnh giác. Điều này có liên quan đến sắc tố melanin. Nếu estrogen trong cơ thể bị ảnh hưởng thì sắc tố melanin cũng sẽ bị ảnh hưởng. Những vết thâm đen thường xuất hiện ở nơi mỏng manh và quầng ngực cũng là một nơi có thể phản ánh rõ điều này. Ngay khi thấy nơi này bị thâm đen thì bạn nên chú ý tới vấn đề sức khỏe ở cơ quan sinh sản của mình. Trên đây là một số lưu ý từ phong thủy và sức khỏe về những dấu hiệu cảnh báo cơ quan sinh sản của bạn đang có vấn đề. Hy vọng từ những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Đừng quên để lại bình luận, like, đăng ký kênh để ủng hộ nhé.